Mến chào anh em quay lại channel của mình. Hôm nay chúng ta sẽ làm một hành trình đưa khách đi đón Noel ha. Hiện tại thì bây giờ khách đang ở dưới ha. Rồi, bây giờ mở cửa rồi khách ta. Sẵn anh em tham quan con xe mình nha. Skin đơn giản thôi. Nhưng nhà Noel thì tuần lọc cái thông. Khách đang lên xe. Đây, chúng ta khởi hành. Rồi bây giờ mình chuẩn bị ra ngoài đường lớn, mình quẹo phải. Đường hôm nay trời không mưa, đón Noel này trời không mưa, nắng đẹp, mây nhiều. Nhiệt độ tầm khoảng cỡ 24 25 độ C hiện tại. Mình đi qua những con phố đẹp quá ha. Có dãy nhà hay và dãy nhà hiện đại đẹp. Mình vừa phải nha. Hai bên đường đẹp. Nói chung những cái map này bên game nhập hành game rô thông á làm rất là tỉ mỉ. Anh em có thể trải nghiệm những cái map này rất đẹp. Ôi, mình qua hai dãy phố nhà hai bên rất là đều nhau. Xây một chuẩn một. Dồn quá bắp kèn dí bên trái đặt. Lúc là mình chạy ngang đầu này nó cũng bị lắp à, hiểu sao. Mà cây hai bên cũng đẹp nữa, nói chung là game này rất là đẹp. Nên có thể máy ai mạnh anh em lấy về tải về trải nghiệm nha.
map rất là dài, mình chạy cũng được cả tiếng á. Bây giờ đang lên dốc. Đường lên đèo đồi núi nó hiểm trở, vậy mình anh em cẩn thận lũi á. Máy hai mà cấu hình cao anh em bận bắt đồ quả nó đi, đẹp lắm. Yếu yếu mà không nổi, chạy không nổi đâu, láp dữ lắm. Đây anh em mình cùng nhau khám phá cái map nữa nha.
Nhược điểm của game này là không có cái xe cứu hộ nha. Anh em mà lỡ mà leo lên không được hay là bị lũ xuống gì đó là phải chờ được từ đầu. Bị dở chứ đó. Có xe cứu hộ đỡ quá. Này mà có số sàn mình dốc mình để ba đã. Máy này quay clip mà quên tắt chế độ tiết kiệm pin để cho chip xử lý nó hoạt động hiệu quả. Em đã thấy đường núi đẹp không? Đường đèo dốc không? Trời ơi, nó lát thì cho mình mèo cua. Dạ. Ơi. Cắt luôn, chạy luôn. Ôi trời ơi. Lát mấy khúc quan trọng không à.
nó dốc mà nó láp. Làm rất là tiêu luôn, không lên được, kẹt xe. Trời ơi, giờ nó chụp cái này chết rồi, không chịu lên cái này.